Vì vị này luôn luôn mưa hoa bóng mà được diệu nhãn thanh tịnh cho nên được tên này. Vị thần đạo tràng thứ năm là Hoa Anh Quang Kế. Vì Hoa Anh Kế của vị này phóng quang minh chiếu khắp chúng sinh trong đạo tràng, khiến cho tầm của họ thanh tịnh cho nên được tên này. Vị thần đạo tràng thứ sáu là Vũ Bảo Trang Nghiêm. Vì vị này mưa bảy bóng để trang nghiêm đạo tràng cho nên được tên này. Vị thần đạo tràng thứ bảy là dũng mãnh hương nhãn, vì sức dũng mãnh của vị này hàng phục được ma quân, lại có hương còn mắt quan sát được hành vi của ma quân, cho nên được tên này. Vị thần đạo tràng thứ tám là kim cang thẻ vân, vì kim cang quang minh của vị này chiếu soi đạo tràng, hình thành vạn đạo mây hào quang rực rỡ, cho nên được tên này vị thần đạo tràng thứ 9 là liên hoa quang minh vì vị này thường hiện ra hoa sen lại có quang minh cho nên được tên này vị thần đạo tràng thứ 10 là diệu quang chiếu diệu vì quang minh vì diệu của vị này phóng ra chiếu sáng hư không cho nên được tên này có số đông các vị thần đạo tràng, nhiều như hạt bụi Phật thế giới làm thượng thủ trong quá khứ các ngài đã gặp vô lượng chư Phật, thành tựu nguyện lực thường cúng dường chư Phật. Mười vị thần đạo tràng này làm lãnh tụ trong các thần đạo tràng mà làm thượng thủ. Ngoài ra thần đạo tràng còn có vô lượng vô biên, nhiều như số hạt bụi Phật thế giới. Những vị thần đạo tràng này trong kiếp quá khứ đã gặp vô lượng chư Phật. Các vị này đã thành tựu nguyện lực, luôn luôn cúng dường mười phương chư Phật những vị thần này chẳng phải là thần bình thường mà là đại bồ tát thị hiện cho nên sức thần thông của các ngài không thể nghĩ bàn nguyện lực của các ngài cũng không thể nghĩ bàn hộ pháp lực của các ngài càng không thể nghĩ bàn ở trên là chúng thứ tư thần đạo tràng lại có thần chủ thành số đông như hạt bụi phật thế giới đó là thần chủ thành bảo phong quang diệu thần chủ thành diệu nghiêm cung điện thần chủ thành thanh tịnh hỷ bảo thần chủ thành ly ưu thanh tịnh thần chủ thành hoa đăng diệp nhãn thần chủ thành diệm tràng minh hiện thần chủ thành thịnh phước quang minh thần chủ thành thanh tịnh quang minh thần chủ thành hương kế trang nghiêm thần chủ thành diệu bảo quang minh lại có thần chủ thành nhiều như số hạt bụi phật thế giới Thần chủ thành tức là thần hộ trì người thành thị, làm cho người trong thành được bình an chẳng có tai hại, đó là trách nhiệm của thần chủ thành. Vị thần chủ thành thứ nhất là Bảo Phong Quang Diệu, vì vị này có thần thông bảo phong luôn luôn phóng quang, chiếu sáng hư không cho nên được tên này. Vị thần chủ thành thứ hai là Diệu Nghiêm Cung Điện, vì vị này làm cho tất cả cung điện đặc biệt trang nghiêm tốt đẹp cho nên được tên này. Vị thần chủ thành thứ ba là thanh tịnh hỷ bảo. Vì quang nguyên của vị này phóng ra rất thanh tịnh, trong quang minh lại hiện ra màu bảy báu khiến cho người thấy sinh tầm hoàn hỷ, cho nên được tên này. Vị thần chủ thành thứ tư là ly yêu thanh tịnh, vì vị này thường bảo hộ thành ấp khiến cho chúng sinh hết yêu sầu, trong tâm thanh tịnh cho nên được tên này vị thần chủ thành thứ năm là hoa đăng diệm nhãn vì hai chân của vị này đứng trên hoa sen hai tay của vị này nâng hai cái đèn nhỏ trong hai con mắt của vị này phóng ra quang minh lửa ngọn cho nên được tên này vị thần chủ thành thứ sáu là diệm tràng minh hiện vì trên đỉnh đầu của vị này phóng ra quang minh lửa ngọn quang minh giống như tràng báu làm cho thiên ma ngoại đạo sinh tâm sợ sệt lập tức bỏ chạy cho nên được tên này. Vị thần chủ thành thứ bảy là thịnh phước quang minh, vì huệ phước của vị này luôn luôn phóng quang minh, bất cứ ai thấy vị này thì tăng phước, tăng thọ, tăng trí huệ cho nên được tên này. Vị thần chủ thành thứ 8 là thanh tịnh quang minh, vị này thường phóng quang minh thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô, do đó quang thanh tịnh không dơ, mặt trời huệ phá tối hàng phục nạn gió lửa, chiếu sáng khắp thế gian. Nghĩa là quang minh thành tịnh chẳng có dơ bẩn, giống như tia sáng của mặt trời, phá trời tất cả đèn tối. Quang minh mát mẻ này hàng phục được tất cả tai nạn, chiếu sáng thế gian cho nên được tên này. Vị thần chủ thành thứ 9 là hương kế trang nghiêm, vì bảo kế của vị này tỏa ra hương thơm, tất cả chúng sinh gửi được hương thơm này thì tiêu tai sống lâu cho nên được tên này Vị thần chủ thành thứ 10 là Diệu Bảo Quang Minh Vì vị này có bảo châu rất đẹp, thường phóng quang minh Dùng quang minh này để quản lý chúng sinh trong thành Khiến cho họ tiến ngưỡng tam bảo, cúng dường tam bảo, trang nghiêm tam bảo Cho nên được tên này Có số đông các vị thần chủ thành như Hạt Bụi Phật Thế Giới làm thượng thủ các vị thần chủ thành này trải qua kiếp số vô lượng không thể nghĩ bàn, luôn trang nghiêm thanh tịnh cung điện của Như Lai ở. Mười vị thần chủ thành này làm đại biểu cho các thần chủ thành, ngoài ra còn có vô lượng thần chủ thành, nhiều như số hạt bụi Phật thế giới. Những vị thần chủ thành này trải qua số kiếp, nhiều vô lượng không thể nghĩ bàn trang nghiêm thanh tịnh cung điện của Như Lai ở. Các ngài không những bảo hộ cung điện, mà còn quản lý cung điện ở trên là chúng thứ năm thần chủ thành lại có thần chủ đất số đông như hạt bụi phật thế giới đó là thần chủ đất phổ đức tịnh hoa thần chủ đất kiên phước trào nghiệm, thần chủ đất diệu hoa nghiêm thụ thần chủ đất phổ tán chúng bảo thần chủ đất tịnh mục quán thời thần chủ đất diệu sắc thắng nhãn thần chủ đất hương mào phát quang thần chủ đất duyệt ý âm thành thần chủ đất diệu hoa toàn kế, thần chủ đất kim càng nghiêm thả. Lại có thần chủ đất nhiều như số hạt bụi Phật thế giới. Thần chủ đất tức là thần quản lý đất đai. Thần chủ đất có vô lượng vô biên, bây giờ cử ra 10 vị thần chủ đất làm đại biểu Vị thần chủ đất thứ nhất là Phổ Đức Tịnh Hoa Vì đức hạnh quang bình của vị này chiếu khắp chúng sinh trong đạo tràng kết duyên với chúng sinh và quang của vị này thanh tịnh, chiếu do so chúng sinh, khiến cho họ phát tâm Đại Bồ Đề Tâm Đại Bồ Đề tức là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành Cho nên được tên này vị thần chủ đất thứ hai là kiên phước trang nghiêm vì phước của vị này vừa kiên cố vừa trang nghiêm ai thấy được vị này thì người đó phước báo cũng sẽ kiên cố trang nghiêm cho nên được tên này vị thần chủ đất thứ ba là diệu hoa nghiêm thụ vì vị này trang nghiêm diệu hoa cây bồ đề khiến cho cây bồ đề phóng đại quang minh cho nên được tên này vị thần chủ đất thứ tư là phổ tán chúng bảo Vị vị này giải bầy báu khắp nơi khiến cho chúng sinh phát bổ đề tâm, cho nên được tên này. Vị thần chủ đất thứ năm là tịnh mục quán thời. Vì vị này có mắt thành tịnh như hoa sen, thời quán thấy làm cho tất cả tai nạn chuyển biến thành các tường, cho nên được tên này. Vị thần chủ đất thứ sáu là diệu sắc thắng nhãn. Vì vị này dùng hoa cỏ cây cố trang nghiêm đất đai có diệu sắc thủ thắng, khiến cho chúng sinh hoàn hỷ thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên mà sinh ra mất thanh tịnh phong nhiễm cho nên được tên này. Vị thần chủ đất thứ bảy là hương màu phát quang, vì vị này quản lý khí đất đai để sinh trưởng hương màu đặc biệt của hoa. Hoa này không những thơm khắp nơi mà còn có quang mình, phát ra và phân tán khắp trong bồ đề đạo tràng cho nên được tên này. Vị thần chủ đất thứ 8 là duyệt ý âm thanh, Vị vị này thường phát ra một thứ âm thanh êm tai giống như tiếng hót của chim bạch hạc khổng tước anh vũ xá lợi ca lăng tần già khiến cho tất cả chúng sinh nghe rồi đều phát sinh tâm hoàn hỷ cho nên được tên này vị thần chủ đất thứ 9 là diệu hoa toàn kế vì vị này có hoa sen đẹp trên đầu quay liệm, giống như bảo kế cho nên được tên này vị thần chủ đất thứ 10 là kim cang nghiêm thả vì vị này dùng kim cang để trang nghiêm thân thể, bất cứ thiền mà ngoại đạo nào cũng không thể phá hoại được thân thể của vị này, cho nên được tên này. Có các vị thần chủ đất số đông như hạt bụi Phật thế giới làm thượng thủ. Trong quá khứ các vị thần chủ đất này đều phát đại nguyện rộng lớn sâu dài, nguyện thường gần gũi chư Phật như lai cùng tu phước nghiệp. Bởi vị thần chủ đất này là lãnh tụ trong thần chủ đất. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên thần chủ đất số đông nhiều như hạt bụi Phật thế giới. Những vị thần chủ đất này trong quá khứ đều phát nguyện lớn sâu nặng, luôn luôn gần gũi chư Phật, Bồ Tát và A-la-hán. Tóm lại gần gũi các vị thánh nhân chứng quả đều cùng tu phước tu huệ. Tu phước thì trang nghiêm tướng tốt, tu huệ thì trí huệ như biển. Tại sao chúng ta ngu si, tại sao bẩn cùng? Vì không biết tu phước tu huệ trên đây là chúng thứ sáu thần chủ đất lại có vô lượng chủ thần núi đó là chủ thần núi bảo phong khai hoa chủ thần núi hoa lâm diệu kế chủ thần núi cao tràng phổ chiếu chủ thần núi ly trần tịnh kế chủ thần núi quang chiếu thập phương, chủ thần núi đại lực quang minh, chủ thần núi oai quang phổ thắng, chủ thần núi vi mật quang luân, chủ thần núi phổ nhãn hiện kiến, chủ thần núi kìm càng mật nhãn. Vị chủ thần núi thứ nhất là Bảo Phong Khai Hoa, vị vị này tu bảy bồ đề phần, bảy báu tràng hiểm diệu cao phong, thường khai nở hoa sen lớn cho nên được tên này. Vị chủ thần núi thứ hai là Hoa Lâm Diệu Kế, vì công đức của vị này viên mãn hoa sen nở rộ tươi tốt như rừng cây diệu kế của vị này phóng quang minh mà trang nghiêm cho nên được tên này vị chủ thần núi thứ ba là cao tràng phổ chiếu vì tràng máu của vị này rất cao chiếu khắp thế giới cứu độ vô lượng chúng sinh để khổ được vui chấm dứt sinh tử cho nên được tên này vị chủ thần núi thứ tư là ly trần tịnh đế vì vị này từ bỏ được bụi trần phiền não mà thanh tịnh bảo kế cho nên được tên này vị chủ thần núi thứ năm là quang chiếu thập phương vì quang nguyên của vị này chiếu khắp mười phương thế giới chúng sinh nào được quang minh này chiếu đến thì đều phát tâm bồ đề tương lai có cơ hội thành phật cho nên được tên này vị chủ thần núi thứ sáu là đại lực quang minh vì sức lực của vị này rất lớn lại phóng quang minh mãnh liệt chiếu khắp thế giới, khiến cho quỷ lị mị vọng lượng không dám xuất hiện, cho nên được tên này. Vị chủ thần núi thứ bảy là Oai Quang Phổ Thắng. Vì vị này có quang minh oai mãnh, chiếu khắp mà thủ thắng, quang minh của các vị thần khác không thể sánh bằng, cho nên được tên này. Vị chủ thần núi thứ tám là vi mật quang luân, vì quang luân của vị này vì diệu kế mật, phát ra được quang minh thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị chủ thần núi thứ 9 là phù nhãn hiện kiến. Vì vị, vị này dùng huệ nhãn quan sát xuất hiện ra đời, khiến cho chúng sinh thấy được vị này, liền phát tâm bồ đề cho nên được tên này. Vị chủ thần núi thứ 10 là kim càng mật nhãn, vì vị, vị này có mật mắt kim càng bất hoại, quan sát được mười phương thế giới, cho nên được tên này. Có vô lượng chủ thần núi như vậy làm thượng thủ, các vị chủ thần núi này ở trong các pháp đắc được mắt thanh tịnh. Mười vị chủ thần núi này là thượng thủ trong chúng chủ thần núi, ngoài ra còn có vô lượng vô biên chủ thần núi, chẳng có cách gì tính đếm được. Những vị chủ thần núi này ở trong các pháp đắc được mắt chọn pháp, trạch pháp nhãn thanh tịnh, mắt trí huệ thanh tịnh, nhận rõ được các pháp, ở trên là chúng thứ bảy chủ thần núi. Lại có chủ thần rừng số đông không thể nghĩ bàn, đó là chủ thần rừng bố hoa như vân, chủ thần rừng trạch cán thư quang, chủ thần rừng sinh nhà phát diệu, chủ thần rừng cát tường tịnh diệp, chủ thần rừng thùy bố diệm tạng, chủ thần rừng thanh tịnh quang minh, chủ thần rừng khả ý lôi âm, chủ thần rừng quang Hương phổ biến, chủ thần rừng diệu quang hồi diệu, chủ thần rừng hoa quả quang vị. Vị chủ thần rừng thứ nhất tên là Bố Hoa Như Vân, vì vị này giang hoa, nhiều như mây, khiến cho hoa sen từ không trung rơi xuống tấp nập đầy khắp mặt đất, cho nên được tên này. Vị chủ thần rừng thứ hai tên là Trạc Cán Thư Quang, vì vị này đè bạt thân cây mà thư triển quang minh, chiếu soi tất cả cho nên được tên này. Vị chủ thần rừng thứ ba tên là Sinh Nhà Phát Diệu, vì bồ đề của vị này sinh mầm phát quang chiếu soi tùng lâm cho nên được tên này vị chủ thần rừng thứ tư tên là cát tường tịnh diệp vì vị này có tướng cát tường ngài ở tùng lâm nào thì tùng lâm đó cát tường chẳng có quỷ đến tác quái cho nên cảnh và lá của cây cối đều thanh tịnh cho nên được tên này vị chủ thần rừng thứ năm tên là thủy bố diệm tạng vì tất cả cây cối do vị này quản lý giống như lọng dù che ánh sáng lửa ngọn cho nên được tên này vị chủ thần rừng thứ sáu tên là thanh tịnh quang minh vì những tùng lâm vị này quản lý đều thanh tịnh không có bụi bặm dơ bẩn mà luôn luôn phóng quang minh cho nên được tên này vị chủ thần rừng thứ bảy tên là khả ý lôi âm vì vị này khiến cho tất cả chúng sinh thấy rừng cây đều sinh tâm hoàn hỷ vị này còn có oai đức lôi âm cho nên được tên này vị chủ thần rừng thứ 8 là quang hương phổ biến. Vì quang minh và hương thơm của vị này chiếu khắp mọi nơi cho nên được tên này. Vị chủ thần rừng thứ 9 là diệu quang hồi diệu. Vì diệu quang minh của vị này chiếu sáng thế giới khiến cho tất cả chúng sinh đều đạt được lợi ích cho nên được tên này. Vị chủ thần rừng thứ 10 là hoa quả quang vị. Vì tất cả hoa và quả của vị này quản lý đều có ánh sáng đẹp lạ và hương vị ngọt cho nên được tên này có số đông chủ thần rừng không thể nghĩ bàn như vậy làm thượng thủ các vị chủ thần rừng này đều có vô lượng quang minh đáng ưa thích mười vị chủ thần rừng này là lãnh tụ trong các chủ thần rừng còn có số đông chủ thần rừng không thể nghĩ bàn những vị chủ thần rừng này đều có vô lượng vô biên quang minh đáng ưa thích vì những vị đại bồ tát này phát nguyện đến làm chủ thần rừng hành bồ tát đạo ở trên là chúng thứ tám chủ thần rừng. Lại có vô lượng chủ thần dược, đó là chủ thần dược cát tường, chủ thần dược trên đàn lâm, chủ thần dược thanh tịnh quang minh, chủ thần dược danh xưng phổ văn, chủ thần dược mau khổng quang minh, chủ thần dược phổ trị thanh tịnh, chủ thần dược đại phát hống thanh, chủ thần dược tế nhật quang tràng, chủ thần dược minh kiến thập phương chủ thần dược ích khí minh mục. Vị chủ thần dược thứ nhất tên là Cát Tường, vì vị này chủ quản lý cam thảo, vị thuốc này giải được trăm thứ bệnh, bất cứ chúng độc gì uống cam thảo thì sẽ khỏi, cho nên được tên này. Vị chủ thần dược thứ hai là Chiên Đàn Lâm, vì vị này chỉ bệnh tim đặc biệt hiệu nghiệm, thứ gỗ Chiên Đàn này lại có thể chế thành hương, nóng thì khiến cho tim gan của người mát mẻ cho nên được tên này. Vị chủ thần dược thứ ba là thanh tịnh quang minh, vì vị này thanh tịnh lại quang minh, khiến cho chúng sinh không sinh bệnh nhiệt não cho nên được tên này. Vị chủ thần dược thứ tư tên là danh sưng phổ văn, vì vị này chủ quả nhân sâm, vị thuốc này là thuốc bổ dưỡng, có bệnh thì trị bệnh, không có bệnh thì thân thể khỏe mạnh, do đó vang danh khắp nơi, mọi người đều biết cho nên được tên này. Vị chủ thần dược thứ năm tên là Mao Khổng Quang Minh. Vì mỗi lỗ chân lông của vị này đều phóng một luồng hào quang, chiếu đến người bệnh thì được khỏe mạnh cho nên được tên này. Vị chủ thần dược thứ sáu tên là Phổ Trị Thành Tịnh, vì vị này chỉ được chăm bệnh, giải nhiệt tàn độc, làm cho bệnh nhân thân tâm thanh tịnh, cho nên được tên này. Vị chủ thần dược thứ bảy tên là Đại Phát Hống Thanh. Vì tiếng hống của vị này trị được tất cả bệnh nan y và tạp chứng, cho nên được tên này. Vị chủ thần dược thứ tám tên là Tế Nhật Quang Tràng, vì ngài che được ánh sáng mặt trời, giống như tràng báo cao lớn, cho nên được tên này. Vị chủ thần dược thứ 9 tên là Minh Kiến Thập Phương, vì vị này có con mắt thấu thị, thấy rõ được căn bệnh của tất cả bệnh nhân như thế nào và uống thuốc vào thì hết bệnh cho nên được tên này. Vị chủ thần dược thứ 10 tên là ích khí minh mục. Vì vị này biết nhân sâm bổ khí, hoa cúc bổ mắt khiến cho bệnh nhân dùng hai thứ thuốc này thì hiệu dụng không thể nghĩ bàn cho nên được tên này. Có vô lượng số chủ thần dược như vậy làm thượng thủ các vị thần này tánh đều lìa cấu bẩn nhiễm ô nhân tử lợi ích muôn vật mười vị chủ thần dược này là thượng thủ trong chúng chủ thần dược ngoài ra còn có vô lượng số chủ thần dược như vậy những vị chủ thần dược này đã tu đến mức không còn ô nhiễm, đều có tâm nhân từ giúp đỡ chúng sinh, lợi ích chúng sinh, cho nên đều là đại Bồ Tát hóa thân. Ở trên là chúng thứ chín chủ thần dược, lại có vô lượng chủ thần ngũ cốc, đó là chủ thần ngũ cốc nhu nhuyến thắng vị, chủ thần ngũ cốc thời hoa tịnh quang, chủ thần ngũ cốc sắc lực dũng kiện, chủ thần ngũ cốc tăng trưởng tinh khí chủ thần ngũ cốc phổ sinh căn quả chủ thần ngũ cốc diệu nghiêm hoàn kế chủ thần ngũ cốc nhuận trạch tịnh hoa chủ thần ngũ cốc thành tựu diệu hương chủ thần ngũ cốc kiến giả ái lạc chủ thần ngũ cốc ly cấu tịnh quang lại có vô lượng vô biên chủ thần ngũ cốc chủ thần ngũ cốc tức là thần quản lý ngũ cốc ngũ cốc tức là các thứ rau trái do con người trồng trọt Mỗi loại cây đều có một vị thần quản lý. Vị chủ thần ngũ cấp thứ nhất tên là Nhu Nhuyễn Thắng Vị, vì tất cả cây cối do vị này cai quản đều là chất mềm mại, có vị đạo thủ thắng và hương thơm đặc biệt cho nên được tên này. Vị chủ thần ngũ cấp thứ hai tên là Thời Hoa Tịnh Quang, vì ngũ cấp tạp loại do vị này cai quản đúng thời thì hoa nở, còn phóng quang bình thành tịnh cho nên được tên này vị chủ thần ngũ cốc thứ ba tên là sắc lực dũng viện vì ngũ cốc do vị này cai quản làm cho người ăn rồi thì thân thể kiện khang và còn có sức dũng mãnh cho nên được tên này vị chủ thần ngũ cốc thứ tư là tăng trưởng tinh khí vì ngũ cốc do vị này cai quản ăn rồi thì sẽ tăng thêm tinh thần và thể lực cho nên được tên này vị chủ thần ngũ cốc thứ năm tên là phổ sinh căn quả vì ngũ cốc do vị này cai quản ăn rồi thì khiến cho căn lành sinh trưởng, được sinh vào nhà Phật, đắc được quả vị Phật, cho nên được tên này. vị chủ thần ngũ cấp thứ sáu tên là Diệu nghiêm hoàn kế, vì ngũ cấp do vị này cai quản, ăn rồi thì sinh bảo kế hình tròn, cho nên được tên này. vị chủ thần ngũ cấp thứ bảy tên là Nhuận trạch tịnh hoa, vì ngũ cấp do vị này cai quản, ăn rồi thì làm cho da thấm nhuận thanh tịnh như hoa sen, cho nên được tên này vị chủ thần ngũ cốc thứ 8 là thành tựu diệu hương, vì ngũ cốc do vị này cai quản đều có hương thơm vi diệu cho nên được tên này.